Xin chào cả nhà đã đến với lại kênh Lê Cúc Kinh. Thì hôm nay mình sẽ review ha, ăn thử món bánh kẹo mứt đặc sản của xứ Huế. Thì các bạn thấy hôm nay mình chuẩn bị một bộ ngũ phục áo tết để cho phù hợp với lại cái review ngày hôm nay. Các bạn thấy không? Khăn đóng rất là chỉnh chu ha. Thì đối với clip này thì mình sẽ vừa nói tiếng miền Nam và nói tiếng Huế luôn nha các bạn. Nếu mà có sai sót thì các bạn đừng có để ý nha. Ở đây mình chỉ review cho vui thôi và lâu lâu mình có xen một vài câu tiếng Huế vô cho nó có không khí một tí các bạn ha. Thì trước khi mà mình thưởng thức những cái món bánh kẹo đặc sản xứ Huế này thì mình sẽ cho các bạn xem mình đặt hộp và mình mua những gì ha. Xin chào cả nhà, thì hôm nay là một tập rất là đặc biệt ha. Thì mình sẽ đập hộp. Thì ở đây sẽ gồm có những cái món Huế. Thì mình đặt từ ngoài Huế giao vào Sài Gòn mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ đập hộp cho mọi người xem nha. Thì ở đây có tất cả là rất là nhiều món nha. Thật ra thì còn nhiều món nữa đó. Mình chỉ lấy những cái món đặc trưng nhất của xứ Huế kinh thành thôi ha. Đó, thì đầu tiên các bạn sẽ thấy ở đây là mình sẽ có cà cung đình Huế. Đó, đặc sản nổi tiếng của Huế ha, đệ nhất danh cà. Tiếp theo thì đó chính là mè sửng giòn. Đây cũng là một loại mè sửng nhưng mà nó sẽ có một loại mè sửng là mè sửng giòn. Và cái này là mè sửng dẻo. Cái này là kẹo đậu nành. Còn đây là kẹo mè. Và đặc biệt hơn ở đây là kẹo cau. Kẹo cau thì mình chưa ăn bao giờ nha. Mè sửng thì mình ăn rất là nhiều lần nhưng mà kẹo cau thì chưa. Kẹo cau Huế. Đó, có hình cau trang tiên và chua thiên mụ. Thì lát nữa mình sẽ ăn thử cho mọi người xem cái vị của kẹo cau này như thế nào ha. Kẹo cau là một thứ kẹo bình dân dành cho trẻ con, trông như miếng cau chè làm sẩu, gồm có phần trong cứng màu vàng nhạt tượng trưng cho hạt cau, là một phiến nước đường màu vàng ổng. Phần ngoài màu trắng là thịt cau, làm bằng bột trộn đường. Bánh sen chảy cuồn lò tháng hoa. Sử dụng hạt sen Huế bùi bở cùng cách làm thủ công, bánh được cuộn trên lò than hoa bằng đôi tay khéo léo, lành nghề của người thợ. Lửa than nhỏ vừa, bánh phải được dàn và cuộn đều tay để tạo ra những ống bánh sen chảy đúng nghĩa đặc sản. Thanh trà xứ Huế từ lâu đã nổi tiếng và trở nên quen thuộc với tất cả mọi người. Là một trong năm đặc sản của tỉnh Thừa Thiên Huế, xác lập kỷ lục châu Á.
gọi là trà cung đình bởi thủ uống trà, thượng trà xuất phát từ cung đình Huế. Trước đây văn hóa này chỉ dành cho vua quan do sự cầu kỳ trong việc chuẩn bị để nấu một ấm trà. Đến các nghi thức cầu kỳ của việc thượng trà nên thường người dân không có điều kiện để thực hiện. Trà cung đình Huế được làm từ 16 loài thảo mộc khác nhau, đó là hoa cúc, atiso, cỏ ngọt, đằng sâm, hoài sơn, đại tảo, hồng tảo, cam thảo bắc, hồi hoa, hoa lài, thảo quyết minh, hoa hòe, vội nụ, khổ qua, kỵ tử và tiêm sáng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ những món bẩm có trên bàn của mình để cho các bạn cùng mình thưởng thức nha. Thì ngoài những món ăn thì mình sẽ có thêm hai món trà. Ở đây thì mình có trà cung đình Huế, một cái ấm trà cung đình Huế. Ấm trà này hình con cá rất là dễ thương các bạn. Các bạn thấy ở đây đa số đều là món ngọt hết nên là mình cần có một ấm trà để mình vừa nhâm nhi vừa thưởng thức mọi người ha. Ngoài trà cung đình Huế thì ở đây mình có trà bạch liên, đây còn gọi là bạch liên ngự trà, tức nghĩa là nó sẽ có nguyên cái bông hoa sen trắng ở trong đây mọi người ha. Rất là thơm, cái mùi thơm nó rất là thanh tao. Cái vị ngọt thơm rất là thơm. Rồi để các bạn không có chờ lâu nữa thì bây giờ mình sẽ ăn thử những cái món Huế có trên bàn này để mà review chia sẻ cho các bạn biết những cái hương vị cũng như là cái đặc trưng của cái món mà mình thưởng thức các bạn nhé. Và cũng thật sự là món đầu tiên mình muốn thử đó mọi người, đó chính là món bánh ninh. Thì mình xem phim cũng nhiều và những tư liệu về Huế cũng rất là nhiều, và thường mình thấy món bánh ninh này xuất hiện trong tất cả các clip các bạn ha, nên là tò mò nhất vẫn là món bánh ninh nha. Rồi mình sẽ ăn thử nha. Ở trong miền Nam thì cũng có bánh in, nhưng mà bánh in trong miền Nam nó sẽ khác ha. Bánh cổ Huế là một tên gọi khác của người Huế để chỉ bánh in. Đây là một loại bánh chủ yếu được làm ra để cúng Phật, tổ tiên, ông bà. Chữ cổ cũng có nghĩa là cúng bãi. Bánh được gọi bằng giấy gương ngũ sắc nên còn được gọi là bánh ngũ sắc. Bánh cổ xuất phát từ chốn cung đình và được xem là đặc sản của chốn cung đình Huế. Ngày xưa các bà, các mẹ thường tự làm bánh để cúng trong gia đạo. Khâu quan trọng nhất phải là sấy bột cho thật kỹ, thật khô, thật đều. Ở miền Tây hoặc là miền Nam có bánh in, thì bánh in nó sẽ là màu trắng ha. Còn bánh in xứ Huế thì nó có màu nâu nâu thế này. Và ăn nó đỡ ngán hơn. Khi mình cắn vào đầu tiên mình sẽ thấy nó cảm giác có vị mặn mặn ha. Đúng là những món bánh như thế này không thể thiếu trà mọi người ha. Mình vừa ăn bánh in xứ Huế mà mình vừa uống trà bạch liên ngự trà ha. Quá đã. Và tiếp theo mình sẽ thưởng thức món bánh sen Huế, bánh sen sấy mọi người ha. Các bạn thấy như là bánh ống hay là bánh kẹp ở miền Tây, nhưng mà bánh còn nóng mình cuốn lại sau khi khô nó cứng nó giòn. Đây là một cái ấm trà cũng rất là xưa của mọi người, của ba mẹ mình đó. Rất là dễ thương nha. Tiếp theo thì mình sẽ thưởng thức món kẹo mè sửng nha. Kẹo mè sửng thì cũng rất là quen thuộc rồi, chẳng hạn các bạn ai cũng biết. Kẹo mè sửng, đặc sản này được làm từ nguyên liệu chính là mè, hay còn gọi là vừng. Sau đó người ta nấu đường, rồi cô đặt lại thành chất dẻo. Mình cảm giác như là nó không có dẻo quá ha,
vừa ăn của món. Ngoài vương ra còn có bánh đa, mạch nhá, đậu phộng là thành phần không thể thiếu của mè sừng. Còn khi mình mua Sài Gòn một số kẹo mè sừng mọi người rất là dai, cắn không đứt luôn. Với vị ngọt dẻo dai kết hợp với đậu phộng và mùi thơm của vừng khiến người ăn vào nhớ mãi. Ngoài kẹo mè sừng dẻo, người ta còn có kẹo mè sừng giòn và kẹo mè cứng. Tiếp theo sẽ là kẹo mè sừng giòn nha. Tôi thích ăn loại giòn hơn, mọi người đỡ ngán. Và để thay đổi thì mình sẽ chuyển qua ăn món mặn nha. Thì trên bàn của mình chỉ có duy nhất một món mặn thôi, đó chính là món bánh ép tép. Bánh ép Huế ha. Đây, món bánh ép Huế. Thì các bạn thấy trên bánh ép của mình sẽ có là những con ruột, rồi mỡ hành, hành phi. Hương rất là thơm. Thơm thơm vị hành phi có kèm nước mắm thôi. Đúng rồi, thì mình đang ăn ngọt đó mọi người, có miếng bánh mặn vô ăn ngon ghê á. Bây giờ trên bàn của mình thì còn có mứt nè và những món kẹo cứng nha. Kẹo cứng này có kẹo đậu nành nè, kẹo me với lại kẹo cau. Trước khi mình ăn thử kẹo cứng thì mình sẽ ăn món mứt mọi người ha. Ở đây thì mình có 3 món mứt cơ bản, đó chính là món mứt thanh trà, mứt gừng và mứt nghệ. Ở đây thì mình thấy có mứt nghệ là có vẻ hơi lạ, nhưng mình sẽ ăn thử mứt nghệ này nha. Mùi nó thơm thơm mọi người. Bạn không biết là nghệ với là gừng nó có vị khác, nên là khi mình ăn cái mứt nghệ thì nó khó ăn tí. Nó như mùi mứt gừng vậy mọi người, nó khe khe, nó thơm thơm. Đúng là cái loại mứt này để nhâm nhi uống cà thì rất là ngon. Mứt gừng thì quá là quen thuộc rồi mọi người, nhưng mà mình vẫn thử nha. Để mình xem thử cái mứt gừng xứ Huế nó có khác gì mứt gừng bình thường mình ăn ngày Tết không ha. Mứt gừng bình thường thôi mọi người, sẽ ít đường hơn là những mứt gừng mình hay ăn ngày Tết đó ha. Thì nó sẽ ít đường hơn nè. Nếu mà nói về hương vị thì mình thấy mứt gừng nó dễ ăn hơn mứt nghệ đó. Mứt nghệ hơi khó ăn một tí, nhưng mà khi chúng ta ăn quen á, cảm giác cái họng nó rất là ngon nha. Mứt gừng vẫn là dễ ăn nhất. Mứt thanh cà thật ra cũng là mứt vỏ bưởi đó mọi người. Cái loại này á, cái loại bưởi này thì có vẻ nó cái vỏ nó dày á, người ta thường dùng làm mứt. Mứt thanh trà khi ăn vào ban đầu có vị ngọt của đường nơi đầu lưỡi, khi nhai có hương nồng nhẹ dịu của thanh trà và khi nuốt vào đến cổ lại có vị thanh. Những ngày mưa gió chuyển mùa của xứ Huế, đem mứt thanh trà ra đại bàn thì thật là không còn gì ấm lòng hơn. Ba loại mứt này nha, khi mà mình dùng thì rất là ấm bụng nha. Cái mứt vỏ bưởi này cũng lên thuốc á. Sau khi ăn ba loại mứt xong thì mình tâm đắc với mứt cà dễ ăn ngon. Còn nói về kẹo á hả, kẹo thì ở đây mình thấy có kẹo đậu nành. Hơi khó ăn mọi người. Tại vì thứ nhất á, nó có cái lớp đậu nành ở ngoài á, thì mình phải ăn hết đậu nành rồi mới ngậm kẹo bên trong được á, nên là hơi khó ăn tí. Đậu nành thì đậu nành rang nó béo béo ha, còn kẹo bên trong thì nó ngọt, mà hơi khó ăn nha.
Một là mình phải ăn hết cái lớp đậu nành ở ngoài, xong mình gặm kẹo ở trong. Ở trong thì cũng chỉ là kẹo đường thôi. Tiếp theo sẽ là kẹo mè. Này không phải là mè sửng nha mọi người, cái này rất là cứng nha. Này là kẹo cứng nha. Cứng lắm. Cũng giống như là kẹo đậu nành nha mọi người, hơi khó ăn. Tại vì nó có cái lớp mè ở ngoài á, phải nha nha cho hết cái mè xong mới ngậm được cái đường ở bên trong á. Ta-da, và cuối cùng chính là kẹo cao. Kẹo cao cũng là kẹo cứng luôn, nhưng là tìm miếng nhỏ nhỏ cho dễ ăn. Mà công nhận khi mà mình thấy kẹo cao mình mua á mọi người, mình thấy hơi ngạc nhiên. Tại vì á, nghệ nhân người ta làm á y như là kẹo cao, y như cái muối cao mà mình cắt ra mọi người, cái ruột bên trong của trái cao á y chang luôn, nên là mình rất thích nha kẹo cao. Cũng là kẹo đường thôi mọi người. Mà dù sao thì kẹo cao này nó cũng dễ ăn hơn là kẹo mè với lại kẹo đậu nành nha. Tại vì khi mình ngậm vô là nó, đây là phần đường luôn rồi, nên là khi mình ngậm vô rất là dễ. Ngon. Kẹo này nó không có quá ngọt nha. Các bạn ơi, và vừa rồi mình cũng đã review ăn thử những cái món đặc sản bánh kẹo xứ Huế ha. Thì nói về ẩm thực xứ Huế thì mỗi món ăn có một cái nét đặc trưng riêng, và mỗi món sẽ ngon theo kiểu khác nhau. Ví dụ như trà là Bạch Liên, nó sẽ ngon theo cái vị trà Bạch Liên, và trà Cung Đình Huế nó sẽ có cái vị ngon riêng nữa. Và hôm nay là mình cũng rất là may mắn ăn được hầu hết các món bánh kẹo bút của xứ Huế ha. Nếu mà nói là mình trong cái những món này thì mình thích những món nào thì ở đây mình vẫn ưng cái bánh in này nhất nha. Thứ nhất là vì nó đẹp, thứ hai là nó cũng là một cái nét đặc trưng của Huế, ăn cũng rất là dễ ăn nữa. Kẹo mè sừng cũng là một cái lựa chọn quen thuộc. Đối với mứt á, thì mứt gừng thì nó cũng là một món quá quen thuộc rồi. Mứt thanh cà là một cái đặc sản cũng rất là ngon. Kẹo cao cũng rất là ngon nè. Và cái vị lạ lạ của món bánh ép thì cũng rất là ngon nữa nè. Hồi đó thì mình chưa biết là Huế có món bánh ép này luôn á, nên là khi hôm nay mình ăn thử mình cảm thấy cũng rất là vừa ăn. Và vừa rồi mình đã review xong một số món ăn Huế rất là đặc trưng, thì mọi món có một cái vị ngon khác nhau, nên là bạn nào có cơ hội có điều kiện mình cũng ăn thử món Huế thế này, bánh kẹo nè rồi những món mang. Và đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nhé, để cùng kính. Và các bạn có dịp các bạn cũng nhớ ăn thử món đặc sản bánh kẹo này nhé. Khi mà ra Huế các bạn có thể tìm mua hoặc là chúng ta order trên mạng rất là dễ. Thì mình ở đây mình cũng chỉ order về ăn thử thôi. Và mình cảm thấy là hôm nay là mình rất là vui khi mà được thưởng thức những món ăn Huế như thế này. Những món đặc sản có những món mình chưa biết tới luôn, mà khi mình ăn thử mình cảm thấy rất là vừa miệng, rất là ưng ý. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, và hẹn gặp lại bạn những clip tiếp theo.